Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách chèn cái hộp chat đúng không ạ? Cái hộp Messenger này vào trong website của chúng ta. Thì làm thế nào để có thể chèn được cái hộp chat, hộp Messenger này vào trong website? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung chính. Và đây là những cái bước mà chúng ta sẽ tiến hành để chèn một cái hộp thư Messenger vào trong website WordPress. Bước đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị một fanpage đúng không ạ? Và bước thứ hai là chúng ta sẽ thiết lập một số thiết lập. Và bước thứ ba là chúng ta chèn code vào website WordPress là xong. Rồi ok, chúng ta sẽ tiến hành luôn đúng không ạ? Ở đây thì Nhất đã chuẩn bị một cái fanpage của Nhất rồi. Đây đúng không ạ? Ở đây thì Nhất đã chuẩn bị một cái fanpage của Nhất rồi. Đây fanpage của Nhất là Đào Xuân Nhất đây đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ tiến hành làm như sau. Bước 1 là chúng ta chuẩn bị fanpage. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta tiến hành cài đặt để thiết lập một số cái thiết lập. Vào cài đặt để thiết lập một số cái thiết lập đúng không ạ? Thì ở đây Facebook đã tích hợp cho chúng ta cái plugin rồi. Và chúng ta chỉ cần thiết lập thôi, chứ chúng ta không cần phải thiết lập một cái plugin của bên thứ ba nữa. Thì dĩ nhiên chúng ta có thể làm được rất là nhiều cách khác nhau đúng không ạ? Chúng ta có thể chèn cái hộp Messenger vào bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng đây là một trong những cách mà chúng ta không cần phải sử dụng plugin của bên thứ ba nào cả. Rồi, ok. Và ở cái giao diện cài đặt này thì các bạn hãy nhấn vào nhắn tin đúng không ạ? Rồi tiếp đến các bạn kéo xuống này, kéo xuống duy nhất, click vào cái phần đó là thêm Messenger vào trong web, click vào bắt đầu, rồi click vô tiếp đúng không ạ? Khá là dễ. Ok, ở đây thì chúng ta có thể thay đổi thành tiếng Việt đúng không ạ? Chào bạn, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn, hỗ trợ đúng không ạ? Ok, lưu lại. Rồi, tiếp đến chúng ta click phía trên này, chọn tiếng Việt đúng không ạ? Chọn tiếng Việt. Đa phần thì website của chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta sẽ sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính. Đó, rồi chúng ta nhấn tiếp. Rồi ở đây thì các bạn có thể thay đổi cái màu sắc đúng không ạ? Thay đổi cái màu sắc của các bạn. Đó. Rồi các bạn nhấn tiếp. Rồi ở đây thì các bạn sẽ tiến hành gõ cái tên miền của bạn vào đúng không ạ? Rồi lưu. Rồi nó báo xanh này là đã thành công. Rồi các bạn click vào tôi sẽ tự cài đặt mã đúng không ạ? Click vào đây. Và cái công việc của bạn là chèn sau thẻ body đúng không ạ? Chèn sau thẻ body. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại website của chúng ta và chúng ta đăng nhập vào trang quản trị website đúng không ạ? Các bạn cần phải làm chính xác nhá, không là nó sẽ không chạy đâu. Rồi tiếp đến thì các bạn click vào di chuyển chuột đến cái phần giao diện, click vào sửa giao diện đúng không ạ? Rồi ở đây thì các bạn sử dụng cái theme nào thì các bạn click vào cái thư mục gốc của theme đó đúng không ạ? Rồi click chọn. Rồi các bạn kéo xuống cái phần đó là phần footer. Rồi các bạn chèn xuống, enter và chèn xuống sau cái thẻ body này đúng không ạ? Rồi, việc của chúng ta là cập nhật. Ok, chờ cho nó chạy thành công. Rồi chúng ta sẽ tiến hành review lại đúng không ạ? Và mở một cái tab khác website của chúng ta. Đó, thì nó đã xuất hiện ở đây rồi đúng không ạ? Vô cùng đơn giản đúng không ạ? Đó, đây là cái cách mà chúng ta có thể chèn cái hộp thư Messenger vào website của chúng ta vô cùng đơn giản. Mà không cần sử dụng cái plugin nào cả. Chúng ta sử dụng luôn cái chức năng của Facebook đúng không ạ? Rồi tiếp tục, chúng ta click vào hoàn tất. Rồi click xong. Ok, vậy là chúng ta đã chèn thành công rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn thành công.